bóng đang được luân chuyển rất nhanh. Không vào, ba không rồi. Và như vậy là đội tuyển Việt Nam cũng đã có được điều mình cần trong cuộc đua về bàn thắng với Indonesia. Đó là khoảnh khắc của trung vệ Bùi Tiến Dũng, một pha bật nhảy rất cao của trung vệ mang áo số 4 bên phía đội tuyển Việt Nam, và sau đó là một cú lắc đầu đưa bóng vào góc xa, một cú lắc đầu bóng đi không mạnh nhưng rất khó, và thả bóng rất vừa tầm của Quang Hải cho Hồ Tấn Tài. Số 19 đang làm tốt cả vai trò kiến thiết cũng như là cầu thủ thi đấu như một tiền đạo cánh phải. Có vẻ như trước khi bóng làm tung lưới thủ thành Hùng Kim Huy, nó đã chạm đầu đội trưởng Sabates, đúng như vậy. Một tình huống cố gắng đánh đầu phá bóng của Sabates lại vô tình gây khó khăn cho người đồng đội đứng trong khung thành.